Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 22, Đại lượng tỷ lệ thuận. Sách giáo khoa môn toán lớp 7, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra, trang số 11 nào. Như vậy thì trong cái tiết này này, chúng ta sẽ tìm hiểu được đại lượng tỷ lệ thuận là gì và hệ số tỷ lệ. Mình sẽ đến với cái bài toán mở đầu này. Bột sắn dây được làm từ củ sắn dây. Đấy, các em quan sát đây là cái cây sắn dây này. Đấy, như vậy thì rất là quen thuộc, đặc biệt là những em nào ở khu vực gì? Miền Trung và miền Bắc thì chúng ta sẽ biết nhiều hơn, đúng không nào? Nhưng miền Nam thì các em lại gọi đây là cái củ gì? Củ mài, đúng không nào? Rồi, đây là cái loại thực phẩm mà có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe. Ông An nhận thấy là cứ này 4,5 kg củ sắn tươi thì thu được 1 kg bột. Đó. Tức là gì? Người ta muốn làm cái bột ấy, ta phải lấy là gì? 4,5 kg củ đây này, là củ tươi đây này. Đấy. Thì qua cái quá trình là ta nghiền ra hay là giã ra, ấy, vắt nước rồi để nó lắng đọng lại thì sẽ được 1 kg bột. Hỏi với 3 tạ củ sắn dây thì ông An sẽ thu được là khoảng bao nhiêu kg bột sắn. Đấy, như vậy thì để mà giải quyết được cái bài toán này thì chúng ta sẽ làm sao? Sẽ cùng đến với các cái nội dung ở trong bài các em nhé. Rồi, mình sẽ đến nội dung đầu tiên. Đó là đại lượng tỷ lệ thuận. Một cái xe ô tô di chuyển với vận tốc không đổi là 60 km/h, gọi S, đây là quãng đường với ký hiệu là gì? S này, và đơn vị của nó là km. Ô tô đi được trong khoảng thời gian T, tức là T là thời gian và tính bằng gì? Đơn vị là giờ. Được chưa? Như vậy ở đây hoạt động 1 yêu cầu này, thay mỗi một cái dấu hỏi chấm này trong bảng sau bằng số thích hợp. À, như vậy thì đây nó có liên quan tới cái toán lớp mấy các em nhỉ? Toán lớp 5 hay là toán lớp 6 chúng ta đã học rồi đúng không? Tính quãng đường này thì bằng cái gì? Vận tốc nhân với thời gian. Đúng không? Đấy. Vậy thì bây giờ là các em có gì đây? Vận tốc ở đây là bao nhiêu? 60 km/h, tức là cứ 1 giờ thì nó sẽ đi được bao nhiêu? 60 km. Vậy bây giờ đây có mấy? 1 giờ thì rõ ràng quãng đường đây sẽ là gì? 6 gì? 60 này. Chỗ này ta sẽ là 6 gì? 60. Đúng không? Rồi đến đây bao nhiêu? 1,5 giờ. Thì chúng mình cũng lại lấy cái gì? Vận tốc là 60 kem nhân cho 1,5. Chúng ta bấm máy xem. À, như vậy 60 nhân 1,5 thì chúng ta sẽ được đây là bao nhiêu? 9 gì? 90 km. Rồi, 2 giờ. 1 giờ là 60 thì 2 giờ nó gấp gì? Gấp đôi. Vậy thì sẽ là 1, 2, 0. Được chưa? Vậy thì trong 3 giờ sẽ là 100 bao nhiêu? 80 km nhá. Đấy, các em chỉ cần nhớ công thức này thôi. Ok. Rồi, hoạt động 2. Viết công thức tính quãng đường S theo thời gian di chuyển tương ứng là T. À, như vậy chúng ta đã viết ở đây đúng không nào? Đúng không? Đó. Nếu đại lượng Y liên hệ với đại lượng X theo công thức Y bằng AX với điều kiện A là hằng số khác không, thì ta nói Y tỷ lệ thuận với X theo hệ số A. Được chưa? Đấy, như vậy thì rõ ràng ở đây thì cứ mà gì? V tăng thì S sẽ gì? Sẽ tăng. Đúng rồi. Vậy thì cái này là giống như là gì? Y sẽ bằng A nhân gì? Nhân X. Như vậy thì cứ mà gì? Y đây này, tỷ lệ thuận với gì? Với X này, theo cái hệ số A này kìa. Đấy. Rồi. Ta sẽ đến với phần hỏi chấm. Trong cái hoạt động số 2, quãng đường S có tỷ lệ thuận với thời gian T không?
Ồ thì rõ ràng mình vừa nói xong đúng nào, đúng không? Vậy thì mình sẽ trả lời cái gì? Thời gian T có tỷ lệ thuận với quãng đường không? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời cái này nhá. Như vậy thì ở đây trong hoạt động 2 bài hỏi chấm này, chỗ thầy là trời nó lại mưa to các em ạ. Trong hoạt động 2, trong hoạt động 2 thì mình sẽ thấy này, người ta hỏi quãng đường có tỷ lệ với thời gian hay không. Đấy, thì ta có này, ta sẽ có quãng đường tức là S sẽ bằng V nhân nhân T. Đúng, đúng nè. Vậy thì vì nè, vì cái thằng vận tốc này này nó không đổi, vì cái vận tốc nó không đổi, tức là nó luôn luôn bằng bao nhiêu? 60 km/h, đúng không? Nên là cái gì? Quãng đường S sẽ làm sao? Tỷ lệ thuận với thời gian. Ok, tỷ lệ thuận với thời gian T. Được chưa? Em trả lời cái này xong nhá. Được chưa? Rồi. Vậy bây giờ ta lại hỏi tiếp này, thời gian T có tỷ lệ thuận với quãng đường không? Đó, vậy thì chúng ta cũng sẽ trả lời ý thứ hai này. Ta có này. Từ công thức này thì mình lại có T sẽ bằng gì? S chia cho V. Đúng không? Đó. Và mình cũng thấy này, V nè. Cái V đây này nó làm sao cũng không đổi. Tức là lúc nào nó cũng là 60 km/h. Đúng không? Nên là chúng ta sẽ có điều gì? À, nên là cái thằng S chia cho V. Hoặc là gì? Hoặc là chúng ta sẽ trả lời ngay là gì? Nên là gì? T cũng sẽ làm sao? S nó không đổi rồi, T đây này lúc nào nó cũng tỷ lệ thuận rồi, đúng không? Vậy thì giờ tao mới hỏi là gì? Thời gian T có tỷ lệ với quãng đường không? Tức là đây mình đã khẳng định là gì? S với T tỷ lệ thuận với nhau, đúng không? S với T tỷ lệ thuận với nhau. Vậy thì đến đây mình lại khẳng định là gì? Khẳng định là thằng nào? T lại tỷ lệ thuận với gì? Với S. Đấy, T lại tỷ lệ thuận với gì? Với S. Vậy S đã tỷ lệ thuận với T thì ngược lại T nó cũng sẽ lại tỷ lệ gì? Thuận với gì? Với S nhá. Rồi, vậy thì qua cái này này, chúng ta lại có chú ý này. Nếu y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ a thì x sẽ tỷ lệ thuận với y, tỷ lệ là 1/a. Đấy. Hay là gì cái thằng này nè, s trên v, tức là đây là hệ số tỷ lệ của nó đúng không? Thì nó sẽ bằng là gì? 1/v nhân cho gì? Nhân cho s. Đúng không? Tức là t đây này sẽ là 1/v nhân s. Vậy thì cái 1/v đây này chính là hệ số tỷ lệ này kìa. Rồi, vậy thì qua cái này chúng ta sẽ có một cái công thức mà bạn Vuông bạn cung cấp này. Y bằng A chia A nhân X, suy ra X sẽ bằng 1/A nhân cho Y. Ok nhá. Đây, tương tự như vậy thì các bạn có thể tự đọc cho thầy ví dụ số 1, ví dụ số 2 đều đã có cái phần lời giải rồi. Và sau hai cái ví dụ này thì chúng ta rút ra được này, nếu đại lượng Y tỷ lệ thế thuận với đại lượng x thì tỷ số hai giá trị tương ứng của chúng sẽ không bao giờ đổi, và hệ số này y1/x1 bằng y2/x2 bằng y3/x3. Đấy, và hệ số của nó là gì? A đây. Rồi, tỷ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này thì bằng tỷ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. Được chưa? y1/y2 x1/x2. Đấy, tức là y1 thì sẽ y2, x1, x2, y1, y3, vân vân. Được chưa?
Đấy, như vậy thì các bạn có thể xem phần này nhé. Rồi, mình sẽ đến với cái luyện tập số 1. Tôi hỏi gì đây? Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cứ trong 100kg đậu tương, hay chúng ta gọi là đậu nành đó, thì có tới 34g protein. Khối lượng protein trong đậu tương có tỷ lệ thuận với khối lượng đậu tương không? Và nếu có thì hệ số là bao nhiêu? Và cái này thì dễ hơn là ăn kem, đúng không nào? Đúng không? Vậy thì ở đây mình thấy gì? Vì cái gì đây? Theo bài ra này, luyện tập 1 này. Theo bài ra thì ta sẽ có cái điều gì nhỉ? Ta có này, tỷ số khối lượng protein. Đây. Tỷ số khối lượng protein. Ta đọc đây là protein nhá. Trong đậu tương như thế nào đây? Luôn là gì? Không đổi, đúng không nào? Sẽ luôn không đổi. Luôn không đổi. Nên là gì? Khối lượng protein trong cái đậu tương á sẽ như thế nào các em? Tỷ lệ thuận trong đậu tương sẽ tỷ lệ thuận với khối lượng tương gì? Tương ứng, đúng không nào? Khối lượng tương ứng với nó. Vậy thì từ đó mình sẽ có gì? Hệ số. Từ đó ta sẽ có cái hệ số này. 34g thì trong 100 gì? 100g này, đúng không? Vậy thì hệ số nó sẽ là gì? 34 trên 1, 100. Đấy, vì nếu mà làm ra đưa thì thành số thập phân sẽ là 0, bao nhiêu? 0,34. Vậy thì đây chính là gì? Hệ số. Ô văn kê. Rồi. Rồi tiếp theo đến phần vận dụng. Em hãy giải bài toán mở đầu. Đấy, như vậy thì trong cái phần mở đầu thì thầy đã nói chúng ta sẽ gặp nó, đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ quay lại cái bài toán mở đầu, phần vận dụng. Đó là về bài toán bột sắn dây, đúng không? Đó. Đây, phần vận dụng nhé. Bài toán mở đầu thì mình cũng thấy cái điều gì ở đây? Điều gì ở đây? 3 tạ củ sắn tươi thì sẽ thu được bao nhiêu? Cứ biết là gì? 4,5 sắn dây tươi thì được là 1 ký bột. Vậy giờ ta 3 tạ thì được bao nhiêu? Này, các em có thể hiểu như thế này. 4,5 tươi á thì sẽ được 1 bột. Vậy bây giờ ta hỏi là tới 3 tạ đấy thì sẽ được là bao nhiêu bột, đúng không? Đấy, bài toán mấu chốt là chỗ này thôi. Chúng ta thấy cái đơn vị nó hơi khác tí này. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta có thể lập theo bài toán hay cái gì cũng được, gọi x đi. Gọi x với điều kiện là gì? X lớn hơn 0 sẽ là gì? Khối lượng bột. Phần này thầy cho nó là nháp nhá. Là khối lượng bột thu được từ cái gì? Từ 3 tạ củ sắn dây, đúng không? Đấy. Vậy thì phải nhớ này, 3 tạ đây này, 3 tạ kem đổi ra kg thì bằng bao nhiêu kg nhỉ? 1 tạ là 100 thì 3 tạ sẽ là 300kg. Hãy nhớ đây, 3 tạ sẽ là 300 nhá. Rồi, vậy thì cái bài theo bài ra này. Theo bài ra thì tỷ số gì? Tỷ số khối lượng bột sắn dây, đúng không? Bột sắn dây và củ sắn dây như thế nào?
không đổi, đúng không? Tức là cứ 4,5 tươi thì sẽ được 1 khô. Không đổi. Nên là gì? Khối lượng bột sắn. Khối lượng bột sắn sẽ như thế nào? Luôn làm sao? Tỷ lệ thuận, đúng không? Tỷ lệ thuận với cái gì? Khối lượng củ sắn, đúng không nào? Tỷ lệ thuận với khối lượng củ sắn. Đấy. Vậy thì đến đây mình sẽ áp dụng gì? Áp dụng tính chất. Áp dụng tính chất của cái đại lượng. Cái tính chất thì qua hai cái ví dụ số 1, số 2 thầy vừa nói đấy nhỉ. Tỷ lệ thuận nhỉ. Đấy thì ta sẽ có này. Tức là 1 kg bột từ mấy? Từ 4,5 kg củ. Vậy thì bây giờ sẽ là gì? X kg bột với bao nhiêu? Với 3 tạ, tức là 3 300. Đúng không? Vậy thì đây mình sẽ đưa ra thôi, suy ra được là gì? À, suy ra x sẽ bằng bao nhiêu? 1 nè, nhân với gì? Nhân với 3 300, chia cho 4,5. Tức là các em sẽ bấm máy cho thầy. Bấm máy cho thầy xem nè, 300 chia cho 4,5 thì x bằng bao nhiêu? Đọc máy rồi. À, như vậy thì nó sẽ là 66,66666, đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ lấy là 6 theo chu kỳ gì? Kỳ 6 nhá. Rồi, vậy thì đến đây chúng mình sẽ kết luận là gì? Vậy thì cái ông gì? Ông An. Ông ấy sẽ làm sao? Thu được khoảng 66,6 kg bột sắn dây. Từ đâu? À, từ ba tạ gì? Củ sắn tươi, đúng chưa? Đấy, ta phải giải như vậy nhá. Ô văn kê. Rồi, như vậy chúng ta đã xong được cái bài toán mở đầu, cũng là xong về phần gì? Phần vận dụng. Giờ mình sẽ đến phần thứ hai, đó là một số bài toán về đại lượng, tỷ lệ thuận. Không biết các em có nghe được không nhỉ? Vậy nó hơi ồn á, bởi vì chỗ thầy đang mưa rất là to. Chúng mình sẽ đến với nè, nội dung này. Trong mục này thì sẽ vận dụng tính chất của đại lượng, tỷ lệ thuận để giải một số bài toán liên quan về tỷ lệ thuận. Rồi thì yêu cầu này, giải bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận. Để giải bài toán đại lượng tỷ lệ thuận, ta cần nhận biết hai đại lượng tỷ lệ thuận trong một bài toán. Đây, bước 1 đúng không nào? Bước 2, từ đó có thể lập tỷ số bằng nhau và dựa vào tính chất của dãy tỷ số bằng nhau để tìm các yếu tố chưa biết. Đấy, như vậy thì trong cái phần bài toán mở đầu thì chúng ta đã làm đây này. Đấy, xác định giữa bột sắn dây với lại gì? Với củ sắn tươi ấy, nó có tỷ lệ như thế nào, rồi mình xác lập ra gì? Cái tỷ lệ của nó. Sau đó mình gì? Giải nhá. Rồi, vậy thì cái phần ví dụ 3 ở đây các em có thể tự đọc để chúng ta nắm hơn. Mình sẽ đến với cái luyện tập 2. Đây. Hai cái thanh kim loại đồng chất có thể tích tương ứng là 10 cm khối và 15 cm khối. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng một thanh nặng hơn thanh kia là bao nhiêu? 40 gam. Đấy. Vậy thì ở đây bạn tròn ấy, bạn có một cái gợi ý này. Khối lượng của một vật đồng chất tỷ lệ thuận với thể tích của nó. Vậy mình sẽ giải luyện tập 2 này nhá. Gọi khối lượng. Gọi khối lượng của mỗi gì? Mỗi thanh kim loại. Mỗi cái thanh kim loại lần lượt là gì? Lần lượt là y, với điều kiện x y này phải là một số gì? Dương. Được chưa?
Rồi, vậy thì bây giờ mới đến cái bước bước đầu tiên này, là mình phải xác định, đúng không, cái nào tỷ lệ thuận với cái nào. Theo bài ra thì ta có cái gì? Hai cái thanh kim loại này có thể tích tương ứng này 10 cm khối bằng bao nhiêu? 15 cm khối, đúng không? Vậy thì theo bài ra mình sẽ có là gì? Khối lượng của gì? Của thanh kim loại á, như thế nào các em nhỉ? Luôn là tỷ lệ thuận với gì? Tỷ lệ thuận với cái gì đây? Với thể tích của nó, đúng không nào? Thể tích mới là cm khối đó. Với thể tích của nó, nên ta sẽ có cái tỷ lệ như sau. X ở đây là gì? Chúng ta gọi là cái vật thứ nhất đi. Tức là x trên mấy? Trên 10 sẽ bằng y trên 10, 15. Đúng không? Ở đâu ra có cái này đừng hỏi nữa nha. Đây chính là tính chất của gì? Hai đại lượng tỷ lệ thuận. Rồi. Như vậy thì mình thấy này. Vì nè, vì mình đặt ở đây này, x với y lần lượt, nên là ta sẽ có này, x tức là cái thanh thứ nhất á, nó sẽ nhỏ hơn thanh thứ hai, đúng không? Nên là hai cái thanh này nè, biết rằng một thanh sẽ nặng hơn thanh kia là 40 gram, tức là x trừ đi y sẽ bằng bao nhiêu? 40 gram, được chưa? Vậy đến đây mình có áp dụng tính chất của gì? Dãy tỷ số bằng nhau vào thôi. Áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau. Đấy thì ta sẽ có cái gì đây? Ở đây do là x trừ đi y. À xin lỗi, đây y trừ x chứ nhỉ? Y trừ x chứ. Tại vì y mình cho lớn hơn thì phải là y trừ x. Vậy thì mình sẽ phải đưa thằng y lên đầu này. Y trên 15 bằng x trên 10. Như vậy thì nó sẽ tương đương cái gì? Y trừ đi x trên 15 trừ 10. Được chưa? Đó. Như vậy thay y trừ x bằng bao nhiêu đây? Bằng 40. 15 trừ đi 10 thì bằng mấy? 5. Như vậy ta tìm được đây là mấy? 8. Rồi đến đây thì chúng ta có tìm được không? Vậy thì ta có tiếp nữa. Y trên 15 bằng mấy? Bằng 8. Nên suy ra y sẽ bằng 8 x 15. 8 5 40, 0 x 4, 8 1 là 8, 8 x 4, 12 sẽ là 120. Tương tự x trên 10 bằng 8. Suy ra x sẽ bằng bao nhiêu? 8 x 10, 8, 80. Đấy. Như vậy đến đây chúng ta có kết luận được chưa nào? Vậy gì? Vậy cái gì đây? Vậy thì khối lượng của mỗi thanh kim loại, à, ở đây ta hỏi là, vậy thì khối lượng của mỗi thanh kim loại sẽ lần lượt là, đúng không nào? Đấy, hoặc là gì? Vậy thì hai thanh kim loại lần lượt sẽ là bao nhiêu? Thanh thứ nhất là 80, thanh thứ hai là bao nhiêu? 120. Ok. Xong nhá. Được chưa? Rồi, còn cái ví dụ số 4 thì chúng ta có thể tự đọc để chúng ta hiểu hơn. Ta sẽ đến với cái phần luyện tập 3. Đây gắn một cái luyện tập 3 nữa kìa. Là chúng ta xong được cái phần lý thuyết này. Trời mưa khá to. Hãy chia 1 tấn gạo thành 3 phần có khối lượng tỷ lệ thuận 2, 3, 5. Ô, đây là bài toán tìm dãy tỷ số thôi đúng không? Kem quy nó về. Được không? Quá dễ dàng rồi.
Bài này thì không phải giảng gì nữa, chúng ta cứ thế chúng ta bục thôi, đúng không nào? Vậy thì mình sẽ gọi. Gọi gì? Khối lượng 3 phần. Khối lượng 3 phần. 3 phần gạo lần lượt là gì? X này, Y này, rồi gì? Z. Được chưa? Với điều kiện 3 thằng này này, X, Y, Z đây phải là số gì? Số dương. Đấy, như vậy thôi. Vậy thì mình sẽ có này, 3 thằng này là 1 tấn đúng không nào? Đấy thì mình sẽ có này, theo bài ra nhá. Theo bài ra thì khối lượng gì? 3 phần sẽ là bao nhiêu? Là 1 tấn gạo. Nên ta sẽ có điều gì? À, mình sẽ có tổng là X cộng Y cộng Z sẽ bằng bao nhiêu? 1 tấn. Vậy thì 1 tấn ở đây các em sẽ quy nó ra thành đơn vị là gì? Gam đi. 1 gì? Kg đi. Được chưa? Vậy thì đây sẽ là bằng 1 gì? 1.000 kg này. Ok chưa? Mình sẽ tính đơn vị là kg nhé. Rồi. Vậy thì tiếp theo mình sẽ có này. Vì 3 cái phần này này có khối lượng tỷ lệ thuận. Có khối lượng tỷ lệ thuận lần lượt là bao nhiêu? 2, 3, 5. Nên ta sẽ có cái tỷ số gì đây? X trên 2 bằng Y trên 3 và bằng Z trên 5. Rồi đến đây là ai mà không làm được nữa là thầy thua đấy nha, thầy bái phục đấy. Đến đây chúng ta chỉ việc gì? Áp dụng tính chất của cái gì? Dãy tỷ số bằng nhau. Được chưa? Đấy thì ta sẽ có điều gì đây? Thầy lấy giấy tiếp đi, thiếu giấy rồi đó. Ta sẽ có nhá. Đó là gì? X trên 2 bằng Y trên 3 bằng Z trên 5. Đây Z nha. Rồi. Vậy thì ở đây sẽ suy ra được là gì? X cộng Y cộng Z trên 2 cộng 3 cộng 5. X cộng Y cộng Z sẽ cho nhiều? 1.000. Đúng không? 2 cộng 3 là 5, 5 với 5 bằng mấy? 10. Như vậy 1.000 mà chia cho 10 thì bỏ đi số 0 sẽ là nhiều? 100. Rồi đến đây mình có tính được từng thằng không? À, như vậy thì đến đây ta tính thôi. Ta có này, X trên 2 bằng 1, 100. Suy ra X sẽ bằng bao nhiêu? 200. 100 nhân 2. Rồi Y trên 3 bằng 1, 100. Suy ra Y đây sẽ bằng 3 gì? 300. Được chưa? Đến đây được chưa? Rồi tiếp theo mình sẽ có là Z trên 5 bằng 1, 100. Suy ra Z sẽ bằng 5, 500. Đó. Vậy thì mình sẽ kết luận là được. Vậy thì cái 3 gì? 3 phần gạo cần chia. 3 phần gạo cần chia lần lượt là bao nhiêu? 200 gram đúng không? 300 gram và 500 gram. Ô văn kê. Đấy, như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành các em nhé. Và mưa là khá là to rồi, nên là thầy sẽ dừng cái video đây thôi. Hẹn gặp lại các em ở trong phần bài tập. Đừng quên là chia sẻ kênh nhé.